chào quý vị. Rồi bà con mình mạnh giỏi không? Dạ thưa quý vị, đáng lẽ trong cái clip này cũng có nhắc tới tên của diễn viên Mai Phương. Nhưng vì một số bạn yêu cầu quá, nhưng thật sự vậy, người chết cũng đã rồi. Mọi thứ nó cũng đã yên ổn rồi. Ai bất nhân, ai ác độc, ai như thế nào thì hổm rày rần rần cũng xong rồi. À, cho nên tôi định tôi không có nói bị gì sao nói mắc công. Rồi có nhiều thành phần bất hảo vô cái clip của tôi comment. Nó nói rằng là tôi kêu bạn là đu đeo tên tuổi, rồi cái này cái nọ cái kia để mà lôi kéo sự chú ý của mọi người. Dạ thưa quý vị, ở đây tôi xin phép dùng hai chữ tình người để lên tiếng. Và cũng khuyến cáo luôn, những thằng đĩ, những con điếm nào ghét tao, rồi chuyên gia canh những cái clip của bà dì hai lên để mà vô comment thế này thế nọ thế kia, thì làm ơn đi chỗ khác. Ở nơi này không có welcome tụi bay. Còn nếu như con đĩ thằng điếm nào thò tay mặt mà đặt tay trái comment tầm bậy tầm bạ trong cái clip này, ra đường xe hàng cán tụi bay banh ốc nha. Xin đính chính lại với quý vị một lần nữa là trong cái clip này tôi không phải lôi cái vấn đề chết chóc của người ta ra để mà tôi bia, tôi lôi kéo sự chú ý. Nói rõ lại một lần nữa cho quý vị nghe, tôi chỉ cảm thấy bức xúc và dùng cái từ tình người. Nếu bia, nếu mà tôi muốn lôi kéo quý vị thì tôi đã lôi kéo khi mà cái sự việc xảy ra rồi, gần một tuần rồi, lôi kéo gì nữa, ai đâu mà chú ý mà lôi kéo. Nhưng quá bức xúc. Dạ thưa quý vị, vừa qua tôi có coi rất nhiều clip và thậm chí tôi đã biết nội tình bên trong cái vấn đề Mai Phương như thế nào, ít nhiều mình cũng đã hiểu. Nhưng Mai Phương xấu số với căn bệnh hiểm nghèo và cổ ra đi ở tuổi còn rất trẻ, đó là điều nuối tiếc cho đồng nghiệp, cho khán giả, những người yêu thương diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ Mai Phương trong suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng thưa quý vị, ẩn tình sau đó là cái gì đi chăng nữa thì chuyện gia đình của người ta, chúng ta không cần thiết phải bàn tán để làm gì. Và cái hơn hết là tình người, muốn để cho sự ra đi ấy được thanh thản, không có lôi kéo vô để làm rần rần. Nhưng mới hồi sáng này tôi coi cái clip, tôi xin phép được gọi bà chị bị gì trong hình dạng này, tôi với bà trạc tuổi nhau. Dạ thưa mẹ của Mai Phương thân mến, sáng nay tôi có coi cái clip phân trần của chị, và tôi thấy trong cái clip đó có một đoạn chị nói rằng dư luận và mọi người đừng dồn cô chú vào bước đường cùng. Và cái thứ hai nữa là cô đang oán trách cái người mà đã tung cái clip đó lên mạng. Cái người tung clip lên mạng chỉ có chủ nhân của cái điện thoại thôi chứ đâu có ai khác đâu. Mà cái người đó nếu cô để ý thì cô sẽ biết ngay, bởi vì người ta đang đứng, người ta quay trước mặt cô mà. Trong cái giai đoạn cô đang rần rần rộ rộ, cô đập đồ đập đạc, trong khi Mai Phương đang ngồi đau đớn thể xác bởi bệnh tật, mà còn phải chịu giày vò đầu óc tinh thần bởi những cái mà cô đang gây ra cho cô ấy. Quá đau lòng cho Mai Phương, quá tội nghiệp một nghệ sĩ, một cô bé nhỏ nhắn với nụ cười rất tươi như vậy. Là một người mẹ, là người sanh đẻ Mai Phương ra, nuôi nấng Mai Phương, và cho hỏi một câu, cô có thương Mai Phương hay không? Nếu như cô thương con Phương thì cô không có làm những cái hành động đó. Rồi còn bất nhẫn hơn nữa là cô chửi những người đang giúp đỡ con mình. Họ không nề hà trong cái thời gian dịch bệnh tràn lan, họ không nề hà bệnh tật của con cô, họ sẵn sàng dang rộng vòng tay, họ lo lắng ít nhiều để cho con của cô có được cái sức khỏe. Tìm được những người bạn vậy đâu phải dễ đâu cô, khó lắm.
mà cô chửi người ta bằng những cái từ tục tĩu, chửi người ta thằng lồn con cặc, cô chửi người ta thế này thế nọ thế kia. Dạ cho hỏi một câu nhỏ xíu, tình người, lòng người cô để đâu rồi thưa cô? Trong lúc Mai Phương đang bị giày vò thân xác bởi căn bệnh mà cổ đang mang, thế thì cô còn dồn nén Mai Phương vào trong bước đường cùng bằng cách là cô chửi bới, cô đập đồ tất cả các kiểu. Vậy thì thưa cô thử hỏi, cô đang oán trách dư luận rằng là dồn cô chú vào bước đường cùng. Thế thì trong cái giai đoạn Mai Phương đang chống chọi với bệnh tật, đang đau khổ với thân xác như vậy, thì cái sự dồn Mai Phương vào bước đường như vậy, cô có cho rằng đó là sự dồn nén hay không? Đó là một cái sự dồn nén vào bước đường cùng hay không? Nói cách khác hơn, cô đang bức cô gọi là ép Mai Phương đến bước đường cùng, cho nên cô phải chết đó, cô có biết không? Bởi vì sao? Đau đớn về thể xác là một chuyện, đau đớn về tinh thần nữa. Cô ơi là cô cũng từng làm con và cô đã đang làm mẹ rồi, hiện thời cô đang làm bà ngoại người ta rồi. Tại sao cô không biết suy nghĩ vậy hả cô? Cô phải đặt mình vào trong cái trường hợp đó. Đặt mình gì nữa? Cô đang đã trong cái tình trạng đó rồi, chứ đâu phải là không. Khi mà mình ốm đau bệnh tật, khi mà mình bất trắc gì đó trong cuộc sống, cái nơi mà mình có thể dựa dẫm là ở đâu quý vị? Là gia đình, là cha, là mẹ, là người đã sanh đẻ mình ra. Dạ con biết, và ai cũng đều biết hết trơn á. Bệnh của Mai Phương rồi đến một ngày nào đó cũng sẽ đến cái giai đoạn cổ đi thôi. Nhưng tại sao không để cho cổ mỉm cười nơi chín suối mà phải giày vò thân xác, tinh thần trước khi cổ ra đi như vậy? Quá tàn nhẫn, quá đau lòng. Mình sống thì mình phải làm con người, cái lòng cái dạ thì phải là con người, đừng lòng lan dạ xoáy như vậy. Đau khổ lắm cô à. Thiệt là thương cho Mai Phương hết sức vậy đó. Đó là một chuyện. Rồi cô còn trách những người bạn của Mai Phương, tại sao lại tung cái clip lên mạng. Nếu như trong những giai đoạn bình thường cô bình thường, rồi đến cái lúc mà cuối cùng cô quẫn quá rồi, cô la như vậy, người ta sẽ hiểu cái hoàn cảnh của cô và không ai tung clip lên hết. Cô phải sống như thế nào, cái cách sống nó ra làm sao để họ tung cái clip đó lên mạng. Họ tung để làm gì cô biết không? Họ đâu có để danh tính của họ, họ đâu có PR bằng kênh YouTube hay là họ bỏ lên Facebook để mà họ PR tên tuổi của họ đâu, không có. Mà bởi vì họ bức xúc bởi vì sao? Bởi vì cô có nghe cái câu rằng là còn nước còn tát hay không? Rồi cô có nghe cái câu phước chủ mai thầy hay không? Tôi cho rằng những người bạn này rất tốt. Họ đang làm tất cả mọi thứ vì con của cô, trong khi đó họ với con cô là người dân nước lã. Cái người đáng lẽ phải trong thời điểm mà thập tử nhất sinh của con mình, mình là cái người phải đứng ra dàn xếp tất cả mọi thứ, chứ không phải làm cho nó rối tung rối mù lên như vậy. Có người ở trên mạng, người ta có người còn nói cô rằng là cô bị tâm thần nhẹ. Dạ, cô có tâm thần hay không, cô có nhẹ hay nặng thì cái điều đó nó không quan trọng. Cái quan trọng con nói cho cô nghe, cô có từng thấy một người mẹ điên mà nuôi con mình chưa? Nuôi nó lớn luôn đó cô à. Người mẹ đó điên nha. Tinh thần người ta lúc hoảng loạn, lúc bình thường, ngơ 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 ngớ mà người ta còn biết con người ta còn biết đó là núm ruột của người ta. Còn cô đang bình thường trên mức bình thường mà. Còn có lời đồn nữa rằng là cô vô cái hội thánh Đức Chúa Trời gì đó. Cô ơi, nếu thật sự cô đang vô cái hội thánh Đức dây nứng, ở lộn Đức Chúa Trời đó, thì con khuyên cô nên cải tà quy chánh đi.
Bởi vì đó là cái hội, đó là cái hội tà đạo, mà tất cả nó đi quyến rũ, nó đi dụ dỗ con người ta vào làm những cái chuyện sằng bậy. Cô biết không? Không cái hội nào mà tự nhiên kêu những cái hội viên mỗi tháng làm thí dụ 10 triệu phải trích ra 10% cho hội hết trơn. Cái hội này là cái hội lường gạt, lừa đảo. Cái hội này là cái hội ăn cướp. Cô hiểu chưa? Mình sống nửa hơn nửa đời người rồi thì mình phải biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào quấy. Thì bây giờ đúng sai phải quấy nó đã qua rồi. Mai Phương cũng đã ra đi rồi. Mọi thứ bây giờ nó cũng đã êm đẹp rồi. Con thiết nghĩ cô không cần phải làm clip để đính chính cái giống gì nữa hết trơn á cô. Ai sai, ai quấy, ai đúng, ai tốt, ai xấu, ai bất nhân, ai bất nghĩa, ai cũng biết hết rồi. Thì khuyên chị một câu chân thành, nãy giờ tôi quên tôi kêu ba bằng cô không. Tôi khuyên chị một câu chân thành như thế này. Hãy để cho Mai Phương nó yên. Và nếu như cô muốn cho con của cô yên thì tốt nhất đừng làm bất cứ một cái gì nữa để tổn hại đến tâm linh của Mai Phương. Cô là người tốt. Nếu cô thương Mai Phương thì bây giờ cô hãy lo cô dung dáng cho bé La Vi. Còn về phần bé La Vi, thưa dư luận quý vị thân mến, tôi có bạn chung với lại Phùng Ngọc Huy, là ông xã cũ của Mai Phương và cha của bé La Vi. Trưa nay tôi đã đọc một cái dòng tâm sự của Huy rồi. Và Huy có nói rằng là thông tin bữa giờ La Vi ở với ai, nó là thông tin hoàn toàn không chính xác. Trừ khi nào Phùng Ngọc Huy lên tiếng La Vi về với ai thì đó mới là cái điều chính xác quý vị. Đừng có để những cái thông tin thất thiệt nó làm ảnh hưởng đến bé. Bởi vì con nít trên cơ bản nó là tờ giấy trắng nha mọi người nha. Cho nên tốt nhất chúng ta hãy để cho tinh thần của bé, đừng để cho em nó bị một cái ảnh hưởng, một cái gọi là, dùng cái từ đúng hơn là một cái ám ảnh về sau này. Dạ. Về vấn đề của Phùng Ngọc Huy, hai cũng khuyên em nên làm sao đó để cho cháu được có một cuộc sống an lành và cháu lớn lên bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác. Về phần bà ngoại, về phần ông ngoại, tôi cũng khuyên với anh chị rằng thời điểm này không phải là thời điểm để anh chị dấy lên, anh chị đổ dầu thêm lửa nữa. Ngưng lại những cái clip mà gọi là trách móc dư luận, bạn bè, hay là trách móc ai đã tung clip lên mạng. Tung thì nó cũng đã tung rồi, trách cái gì nữa, biện hộ cái gì nữa. Mọi thứ nó rành rành ra đó rồi, biện hộ cái gì nữa mà biện hộ. Thôi làm ơn, nếu mà thương cháu, thương con thì để cho mọi việc nó êm xuôi, nó qua đi đi. Đáng lẽ trong clip này tôi không có nói về vấn đề này, nhưng thật sự tôi muốn khuyên anh chị một điều. Hãy để cho mọi việc nó ngủ theo Mai Phương là được rồi. Và tôi cũng xin dư luận, hãy để cho mọi thứ nó im. Và hãy để cho người trong cuộc họ tự giải quyết công việc của họ. Ai làm sai, ai làm quấy thì tòa án lương tâm sẽ là cái nơi dằn xé họ. Chúng ta hãy ngừng lại cái việc lên án họ đi. Bởi vì cái bản án lương tâm là cái nơi, cái tòa án lương tâm là cái nơi gọi là công tâm nhất để mỗi người có thể tự vấn an, có thể tự nghiền ngẫm, có thể tự xử trí bản thân mình. Cảm ơn quý vị. Đó là câu chuyện thứ nhất. Còn câu chuyện thứ hai, dạ thưa quý vị, một người á, sự sống và cái chết nó đã qua rồi. Bây giờ lại dấy lên thêm một vấn đề nữa. Đó là vấn đề của Mai Phương là mẹ với con. Rồi đằng này ngược lại vấn đề con với mẹ. Nuôi con khôn lớn
cho con thành nhân thành tài. Cha mẹ đẻ con ra mong con lớn con thành nhân, chứ đâu có mong con lớn con thành quỷ thành yêu. Trời ơi quý vị ơi, chỗ ướt mẹ nằm rồi chỗ khô con nằm, những câu ca dao tục ngữ nó êm, nó đẹp, nó ý nghĩa biết là bao nhiêu. Nhưng không. Vừa rồi quý vị thấy ở trên mạng có một người phụ nữ tắm cho mẹ mình, mà quý vị ơi tôi coi tôi nói thiệt chứ quỷ tôi rớt nước mắt. Tôi cũng đã từng chăm má tôi bệnh nè. Má tôi cũng bị bệnh ngặt nghèo nè. Quý vị thân mến, cái người bệnh họ đau đớn biết chừng nào. Đằng này cái bà già 80 mấy tuổi. Rồi bệnh trong người có. Thứ nhất, thứ hai nữa, già rồi sức khỏe đâu có còn nhiều. Trời đất ông nội mẹ ơi, tàn nhẫn tới mức độ cái gì quý vị biết không? Bà tắm cho bà già. Mà tao nói bà đổ nước, mà tôi tưởng tượng bà tắm con người, mà tôi tưởng tượng bà tắm con vật không á. Bà đánh, bà chửi, bà nói tại sao không chết đi, sống làm chi mà báo con báo cái. Trời đất ơi, con đĩ già ơi là con đĩ già, lúc má mày đẻ mày ra, tao nói thiệt, thay vì đẻ mày ra làm con người, để đẻ mày ra trứng gà trứng vịt, hay đẻ mày ra con quỷ con ma đem dục mẹ thùng rác nó sướng hơn. Đẻ mày ra làm người chi nuôi cho mày mập thay mày bây giờ bả già bả nằm chỗ. Tôi nói thường thường ông bà mình có câu trẻ khôn ngoa già lú lẫn. Thứ nhất, già 80 mấy tuổi là đầu óc không còn minh mẫn nữa rồi. Rồi cái chuyện ỉa chay đáy dầm là cái chuyện đương nhiên. Mình chăm sóc đơn giản thôi. Hồi trẻ cha mẹ cũng lao cứt lao đái, mình con nít, mình vô năng, mình cũng đâu có biết ý thức về cái vấn đề là mình ỉa mình đái như thế nào. Cơm cha mẹ gión đút từng muỗng. Rồi ngày giờ này cha mẹ lớn tuổi sanh con ra để làm gì? Để đến lúc già có nơi nương tựa. Vậy mà con đĩ chó này nè, con đĩ này tại sao trời không đánh, thánh không đông, thánh không đâm, hà bá không giật nó cho chết con đĩ mẹ nó cho rồi đi. Trời ơi, nó sống chi chật đất vậy cha mẹ nó, mà nó còn đánh như con không đẻ, rồi nó rủa nó kêu bả chết nó nghe nè. Nhắm mà thí dụ như nuôi không được thì bây giờ đánh đập chi cho tội nghiệp bả vậy? Muôn liều thuốc chuột cho bả uống đi là xong chứ gì đâu, thấy không? Lỡ ác thì ác luôn. Chứ có đâu mà bất nhân tới mức độ cha mẹ của mình mà mình nuôi mình không nuôi, mình đánh đập kiểu như vậy. Rồi đi thấy con đĩ già này chưa đâu, rồi đến lúc mà con mẹ này nè ha, con mẹ mà già đi, bả đâu có con, bị bà không có chồng không con, thấy không? Rồi bản thân bà khi mà già đó, thấy không, lớp xuống sông uống nước còn không nổi nữa lúc đó đó. Rồi đừng có than trời trách đất, tại sao tôi ở tôi sống với cha mẹ tôi bất nhân quá cho nên trời đày đọa tôi. À, tôi nói thiệt, đừng có cho con quỷ này nó chết sớm, mốt nó già để cho nó nằm vậy đó, thấy không? Nó nằm mà kêu bằng hả, nó rên nó rỉ nó thế này thế nọ thế kia thì đó, để cho mày đó, mày nói cha nói mẹ mày, để cho trời Phật hành hạ mày lợi như vậy, thấy không? Cho mày biết cái thân của mày, con đĩ mất dạy, con đĩ chó đẹp, đĩ hà bá đéo, dòng cái thứ này ha, trời đó cười, ta nói vậy, dòng gai tre nứa ha, cái nĩa mà đi soi ớt á, cái nĩa mà đi đâm ớt á, còn nếu không có lấy cái móc câu mà câm mà mấy cái móc mà văng câu á. Trời đất ơi, móc ngựa không le nó móc lên còn chưa thấy gì nữa. Mất dạy, bất nhân, ác đức quá trời đi. Đó là câu chuyện thứ hai. Còn bây giờ vô câu chuyện thứ ba. Dạ thưa quý vị, vừa rồi ở ngoài Hà Nội, mẹ ruột và cha ghẻ hành hạ tới mức độ mà cái con nhỏ con nít nó chết luôn quý vị thấy không? Lại vẫn là những cái vấn đề cha mẹ và con cái. Người cha thường ta nói là sống với cái gì, câu nói gì hay lắm nè, mất cha thì ăn cơm, không cha thì ăn cơm với cá, không mẹ thì lót lá mà nằm con ơi. Cái thời buổi cái câu đó chỉ áp dụng cho những người đàng hoàng tử tế và những người phụ nữ hồi xưa thôi. Còn phụ nữ bây giờ nó mê cạc lắm quý vị, nó mê con cạc cái thằng đó làm như cạc thằng đó làm như có cẩn hột xoàn, hay là ba cái thứ bùa mê thuốc lú,
ba cái xì ke ma tí, ba cái đá, ba cái lắc nó làm cho mày điên hết rồi. Cha ghẻ nó không thương con mày là phải đi không nói. Đằng này là mày là má ruột của nó, mày là mẹ ruột của nó mà mày nhẫn tâm hai người hành hạ một đứa con nít. Thánh thần ông nội mẹ ơi, tao coi tao nói thiệt nghe, trời ơi, không có riêng tôi đâu, mà cả thế giới, những người đã coi cái clip đó, muốn lôi hai đứa mày ra, hay không, trồng lòng heo, dục xuống sông cho chết, chết con đỉ mẹ mày, để nó sình lên rồi cá nó rỉa từ từ. Coi mày thấy cái cảnh mày hành hạ con của mày như thế nào? Con người gì mà bất nhân ác đức quá trời quý vị. Tôi nói quý vị nghe, thời buổi bây giờ á, nói xin lỗi nghe, không phải mình quơ đũa cả nắm chi thiệt, quỷ ma nó nhiều hơn người. Cái này là quỷ ma lộng hành. Thà mày đừng có đẻ nó ra. Mày đẻ nó ra làm chi? Rồi bây giờ mày để mày gì, mày làm cái chuyện mà tán tận lương tâm, mày chơi ba cái xì ke ma tí, con cái mày mày không lo. Mày không lo thì thôi mày gửi về cho cha cho mẹ mày đi, gửi về cho ông bà ngoại đi, thấy không? Để cho ông bà nuôi. Chứ có ở đâu mà mày chơi cái kiểu bất nhân mất dạy, mày hút ba cái xì ke ma tí, ba mày chêm bình mày đập ba cái đá vô rồi. Cái con mày, mày tưởng đâu nó quỷ ma, cái mày để mày chăm, nó ảo giác vô rồi quý vị biết không? Rồi đồng nó lấy đồ nó chăm, nó hành hạ con, nó hành hạ tới nhỏ chết luôn đâu quý vị thấy không? Trời đất ơi, tôi đề nghị nha, hai cái con quỷ này nha, bớt đi, thấy không, xử lý nó đi. Chứ còn để nó mà ra đường một cái ngang dân chúng mà thấy nó là quýnh chết con đỉ mày nó đó. Chứ đừng có nói. Đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh và báo động cho những cái con, những cái thằng mà có đầu óc chó đẻ, có đầu óc trâu xanh mọi rợ, có đầu óc mà coi như là suốt ngày chỉ biết chơi ma túy, biết chơi xì ke, tối ngày chỉ chăm chú vô ba cây đá, thì làm ơn nha. Tụi bay sống thì tự tụi bay hành hạ thân xác tụi bay. Tụi bay muốn cho thân xác của tôi đây bay, nó muốn về thiên đàng thì kể của đỉ mẹ tụi bay. Làm ơn bỏ những cái người vô tội ra. Con của mày nó còn nhỏ, nó vô tội mày biết chưa? Con đỉ mẹ mày. Nhắc luôn những cái ai mà đang rơi vào tình trạng đó, biết mình ghiền cái đó rồi, thì thể nào mình cũng sẽ làm những cái chuyện mà mình không kiểm soát được. Chơi kệ con đỉ mẹ mày, không ai quan tâm. Nhưng làm ơn nha, đừng có hại tánh mạng những người vô tội. Những cái đứa trẻ nó không có làm gì nên tội hết, mày biết chưa? Cái lũ mất dạy chó đẻ. Không quên chúc quý vị sức khỏe, bình an. Mỗi cái clip tôi làm ra với tính chất xây dựng, và tôi cũng mong nhận được những comment xây dựng, những lời nói xây dựng chia sẻ của quý vị. Chứ tôi không mong nhận được gạch đá. Nhưng thí dụ có gạch đá cứ ném, ném đi tao chửi chết con đỉ mẹ tụi bay đừng có than trời nghe. Chào tạm biệt. Quên, quý vị đang coi cái kênh này là kênh YouTube chính thức của tôi. Nhớ share, bấm like, subscribe kênh để tôi sẽ hào hứng, để tôi sẽ có những cái clip gửi đến cho quý vị hàng tuần. Mỗi lần lên làm clip là mệt lắm nha mấy má. Mần cái mặt một tiếng mấy đồng hồ, bên đây làm mặt đẹp lắm. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị cuối tuần vui vẻ. Đặc biệt nghe lời chánh phủ, ai ở đâu ở yên đó, ấp cách ly với ấp, xã cách ly với xã, phường cách ly với phường, quận cách ly với quận, thành phố cách ly thành phố, ai ở đâu ở yên ở đó, bớt ra đường giùm cái nha mấy má, bảo vệ mình và bảo vệ cho mọi người. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.